sụp đổ ở Krasnogorivka. Nga giành thêm một ngôi làng ở Donetsk, lực lượng Ukraine rơi vào thế khó. Bàn thua không lường đầu tiên của ông Trump khi bà Harris tranh cử. Xin kính chào quý vị và các bạn đã tới với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Kiev gần như đã sụp đổ ở Krasnogorivka. Tình hình quân đội Ukraine ở Adyivka trở nên nguy cấp do sự rút lui hỗn loạn của một trong các đơn vị bộ binh. Lữ đoàn 47 đến ứng cứu đã không thể cầm chân được đối phương. Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở Adyivka. Kênh Military Summary đưa tin, dọc theo biên giới Kharkov, lực lượng Kiev giành lại được phần lớn ngôi làng Sonizhsky Kozatsov Tuy nhiên, ở Lipsi, họ được cho là đã từ bỏ các vị trí của họ ở Klimboke, lùi về các vị trí phòng thủ ở phía nam ngôi làng. Trong khi đó, tại Starysia, đoạn phim được định vị địa lý cho thấy quân đội Ukraine đang tiến về phía tây nam ngôi làng kiểm soát những vị trí đầu tiên. Về phía Kupians, các nguồn tin của Nga cho rằng lực lượng của họ đã kiểm soát hoàn toàn làng Sinkivka, nhưng điều này chưa thể được xác nhận độc lập. Theo hướng Torres, lực lượng Moscow đã giành được nhiều ngôi nhà dân sự hơn ở Pivnine, phía đông các tòa nhà cao tầng. Tại New York, đoạn phim định vị địa lý cho thấy quân đội Nga đã kiểm soát hầu hết quận Petrovskaya Gora. Trên mặt trận Adivka, phía tây Progress, lực lượng Moscow đã xâm nhập nhiều vị trí dọc theo cánh đồng. Cùng với đó, các cuộc tấn công vào làng Volche đang bắt đầu từ phía bắc. Một đoạn video do UAV Ukraine ghi lại cho thấy quân đội Nga đã kiểm soát phần lớn khu vực phía nam của Tovoselivka Persia, Kiev đang rút lui. Tại Đoạn phim được định vị địa lý cho thấy quân đội Nga cũng đã giành được các ngôi nhà dân sự ở phía đông, tiếp tục tiến xa hơn về phía bắc. Ukraine gần như đã sụp đổ ở Krasnogorivka. Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow hầu như đã kiểm soát hoàn toàn Krasnogorivka, đang tiến tới Kurakovo. Cụ thể, các đơn vị của họ đã kiểm soát khu vực công viên cũng như khu vực cư nhân lân cận. Nhận thấy tình hình thực tế rất nghiêm trọng là nguy cơ bị bảo vây. Ukraine bắt đầu tổng rút lui khỏi thành phố, rơi khỏi vùng ngoại ô phía Tây quân đội ukraine nắm giữ một dãy nhà hẹp ở phía bắc Krasnogorivka và trang trại quốc gia lenin gần kề rất có thể ở đây cũng vậy sau những trận tập kích của đối phương họ sẽ sớm rút lui từ những động thái trên có thể thấy rõ ràng quân đội ukraine đang giúp lực lượng đồn trú trong thành phố về tuyến phòng thủ dự bị nhiều khả năng họ đã lên kế hoạch thiết lập sử dụng hệ thống công sự ngay sát maximiliavka từ ngôi làng này chỉ vài km là đến Kurakhovo, một trung tâm hậu cần quan trọng của ukraine Tuy nhiên, lực lượng Moscow đã chủ động tiếp cận nơi đây, và trước khi kết thúc trận chiến giành Krasnovorivka, họ đã tiến vào Maximilianovka, chiếm khoảng 1 phần tư ngôi làng. Mặt trận Kipuan đột ngột nóng lên. Theo kênh Riba, trong ngày vừa qua, lực lượng Moscow tấn công các mục tiêu của đối phương ở khu vực Sumy Kharkov, trong khi ở khu vực Mikulav, sân bay Vodnesen bị tấn công. Kiev thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV khác trên bán đảo Crimea và tại vùng Krasnodar họ đã tấn công một chiếc phà đường sắt ở cảng Cà Cáp. Trên trục Kupian, Svatove, sau một thời gian dài tạm dừng, đã xuất hiện cảnh quay về nỗ lực của lực lượng Moscow nhằm tiến vào khu vực Sinkivka với lực lượng của các nhóm cơ động nhỏ trên xe máy. Theo hướng Oleksandrivka, Kalinovo, lực lượng Kiev đã bắn hạ một máy bay cường kích Su-25 của Nga bằng tên lửa phòng không vác vai Manpass tại làng Choiske. Phi công đã nhảy dù thành công và được sơ tán về phía sau. Tại Pokrovs, Avdiivka, các đơn vị Nga đang chiến đấu để giành một cứ điểm ở Vosdizivka cũng như trên đường tiếp cận Lozuvaska, trong khi xa hơn về phía nam, họ đang tiến vào Novoselivka Pesha. Ở Donetsk, Ukraine cố gắng duy trì quyền kiểm soát phần phía bắc Krasnogorivka, trong khi phần lớn thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, 24 đợt tấn công của Nga ở Porok đã bị chặn đứng. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tính đến 22 giờ ngày 23 tháng 7, của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua đã xảy ra 99 vụ đụng độ, trong đó có 22 vụ đang diễn ra. Đối phương hoạt động tích cực nhất theo hướng poprov Avdiivka. Họ thực hiện một phần ba tổng số cuộc tấn công ở đó. Báo cáo có đoạn, quân đội Nga đã phóng hai tên lửa tiến hành 32 cuộc không kích, dùng 48 bom KAB, cũng như 498 cuộc tấn công bằng UAV, đồng thời tiến hành 2.462 cuộc pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung đột của đối phương ở Kharkov, Kupian, Liman, Kramatorsk, Torres, Khrakhovsky. Theo hướng Poprovsk, Abdiivka, chiến cuộc tấn công của quân đội Nga tiếp tục diễn ra, 24 nỗ lực tiến quân khác của đối phương đã bị chặn lại, báo cáo cho hay. Ukraine làm hư hại đáng kể phà Slavianin của Nga ở cảng Kakav. Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Hải quân nước này cùng với các đơn vị khác đã gây thiệt hại đáng kể cho chiếc phà Slavianin của đối phương ở cảng Kakaf trong cuộc tấn công ngày 23 tháng 7. Báo cáo có đoạn, một kết quả khác của hành động phối hợp giữa các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ, chiếc phà của Nga đã bị hư hại đáng kể ở cảng Kakaf. Lực lượng Moscow được cho là đã sử dụng chiếc phà để vận chuyển toa tàu, phương tiện, container cho mục đích quân sự. Slavianin là chuyến phà đường sắt thứ ba và cuối cùng mà Nga có trong khu vực. Trước đó, Thống đốc vùng Krasnodar của Nga Veniamin Kontrayev cho biết, sáng 23 tháng 7, phương tiện không người lái của đối phương đã tấn công một tàu phà ở cảng cáp Một đám cháy đã bùng phát. Nga giành thêm một ngôi làng ở Donetsk. Lực lượng Ukraine rơi vào thế khó. Deep State, blog quân sự của Ukraine cho biết, lực lượng phòng vệ Ukraine gần làng Prores ở Donetsk đang đối mặt với nguy cơ bị bao vây. Quân đội Nga đang cố gắng bao vây một phần lực lượng phòng thủ Ukraine gần Prores Hiện chưa có lệnh rút quân, Deep State viết. Cũng theo Deep State, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làm Pinschane, đạt được bước tiến ở Novoselivka, Pesha, gần Voche và Prores. Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này. Máy bay không người lái Ukraine tấn công cơ sở công nghiệp ở vùng Kursk, Nga Quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một cơ sở công nghiệp ở khu vực biên giới nước Nga. Quyền thống đốc vùng Kursk, Alexei Smirnov cho biết. Ông Smirnov viết trên Telegram, Đêm qua, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một cơ sở công nghiệp ở thị trấn Suza, không có thiệt hại về người. Cuộc tấn công đã làm hư hại các tòa nhà và thiết bị kỹ thuật. Hệ thống phòng không ở Kiev được kích hoạt. Cơ quan quản lý quân sự vùng Kiev cho biết, các hệ thống phòng không ở khu vực này đã được kích hoạt để đánh chặn các máy bay không người lái từ Nga sáng sớm ngày 24 tháng 7. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại của vụ tấn công. Cùng ngày, ông Mykola Olechuk, tư lệnh không quân Ukraine xác nhận, Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm 23 tháng 7 dạng sáng 24 tháng 7 và phóng hai tên lửa về phía Kharkiv. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ được 17 trong số 23 máy bay không người lái. Báo Ukraine, Nga xây căn cứ quân sự mới cách tiền tuyến 200 km. Hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Nga đã xây dựng một căn cứ quân sự ở thành phố Novocheskaz, vùng Rostov, Nga, cách tiền tuyến với Ukraine 200 km. Theo hình ảnh vệ tinh của Planet Labs, căn cứ mới được quân đội Nga xây dựng vào tháng 5 2014 trên nền một cơ sở quân sự cũ bị bỏ hoang là trường dạy nấu ăn số 195 của lực lượng phòng vệ dân sự, đóng cửa năm 2011. Trước đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy những thiết bị quân sự đầu tiên đã được chuyển đến cơ sở này vào cuối tháng 8 2023. 50 xe tải đậu trong khuôn viên cơ sở và hàng chục chiếc lều được dựng lên. Căn cứ đã tăng gấp 3 lần diện tích trong vòng chưa đầy một năm. Phía Ukraine cho rằng căn cứ ở Novochevskas có thể thuộc Trung đoàn Hậu cần quân sự số 100 của lực lượng vũ trang Nga. Tín hiệu từ điện thoại của một số binh sĩ Nga mà Ukraine theo dõi được cho thấy họ đã thay đổi vị trí từ vùng Moscow đến vùng Rostov gần tiền tuyến hơn. Không tìm được tiếng nói chung, xung đột Nga-Ukraine khó chấm dứt. Mong muốn chấm dứt xung đột là mục tiêu mà cả Nga và Ukraine đều đang hướng tới, với những tuyên bố của cả hai bên được đưa ra trong thời gian gần đây. Tuy nhiên lập trường còn nhiều khác biệt giữa hai bên khiến mong muốn này không dễ gì thực hiện. Tổng thống Ukraine hôm qua xác nhận mong muốn sớm chấm dứt xung đột ở nước này trong cuộc gặp quốc vụ khanh, người đứng đầu chính phủ Vatican, Hồng y Pietro Parolin ngày 23 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt để không gây thêm thương vọng. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hiểu rằng đã đến lúc chúng ta phải kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt, tất nhiên là không được để có thêm nhiều người dân vô tội phải mất đi mạng sống, ông Zelensky nói. Mong muốn sớm chấm dứt xung đột cũng đã được Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đặc biệt nhấn mạnh trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Trung Quốc hôm qua. Sẽ có những cuộc đàm phán phong phú và chi tiết. Một câu hỏi trung tâm của tất cả đó là hòa bình ở Ukraine. Chúng tôi sẽ nói chuyện, chúng tôi sẽ tìm kiếm các điểm liên lạc. Chúng ta cần phải tránh các điểm mâu thuẫn của các kế hoạch hòa bình. Chúng ta phải hướng tới một nền hòa bình công bằng và liên tục, ông Kuleba nói. Không chỉ Ukraine, Nga cũng đã nhiều lần bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc xung đột. Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các điều kiện để chấm dứt giao tranh và bắt đầu đàm phán trong đó có việc rút quân Ukraine khỏi các tỉnh Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporizhia, công nhận các vùng lãnh thổ này là của Nga và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Theo Tổng thống Putin, Nga sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ngay lập tức, nhưng các điều kiện có thể thay đổi theo thời gian. Điều này đã được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov một lần nữa nhấn mạnh trong cuộc họp báo sau buổi họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới đây. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán các vấn đề an ninh với Ukraine và châu Âu nói chung, từ đó giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng xét đến trải nghiệm đáng buồn trong các cuộc đàm phán và tham vấn với phương Tây và Ukraine, tôi hy vọng ở một thời điểm nào đó chúng ta sẽ đạt được một hiệp ước về an ninh châu Âu và khi đó cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ được giải quyết. Mong muốn sớm chấm dứt xung đột là một yêu cầu cấp thiết và thực tế đối với cả Nga và Ukraine. Mặc dù cùng đưa ra tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng hai bên đều đưa ra những điều kiện tiên quyết mang tính trở ngại khó giải quyết. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nêu rõ nếu muốn hòa đàm với Nga thì Ukraine sẽ phải rút hoàn toàn khỏi những vùng mới được sát nhập vào Nga, đồng thời phải chính thức từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Trong khi đó, theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, những điều kiện mà Nga đưa ra để chấm dứt xung đột là tối hậu thư đối với Ukraine và do đó không thể chấp nhận được. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, nếu cả hai bên vẫn giữ lập trường quan điểm về đàm phán như từ trước tới nay, thì dù là có tuyên bố bao nhiêu đi chăng nữa về mong muốn hòa bình và kế hoạch đàm phán, thì hai bên cũng khó có thể tìm được tiếng nói chung. Bàn thua không lường đầu tiên của ông Trump khi bà Harris tranh cử Cuộc thăm dò của Reuters Ipsos cho thấy, Phó Tổng thống Kamala Harris đã mở ra khoảng cách dẫn trước Donald Trump của Đảng Cộng Hòa 2 điểm phần trăm sau khi Tổng thống Joe Biden kết thúc chiến dịch tái tranh cử và ủng hộ bà bước vào cuộc chạy đua. Theo thăm dò tiến hành trên toàn quốc, bà Harris đang dẫn trước ông Trump trong cuộc đua đến trước ghế Tổng thống với tỷ lệ ủng hộ dành cho hai người lần lượt là 44 và 42%, với phạm vi sai số 3 điểm phần trăm. Cuộc thăm dò mới được tiến hành vào ngày 22 và 23 tháng 7, diễn ra sau cả Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa, nơi ông Trump chính thức chấp nhận đề cử, cũng như sau thông báo của Biden rằng ông sẽ rời cuộc đua và ủng hộ Harris. Bà Harris và ông Trump bằng nhau ở mức 44% trong cuộc thăm dò ngày 15 và 16 tháng 7, và Trump dẫn đầu với một điểm phần trăm trong cuộc thăm dò ngày 1 và 2 tháng 7. Cả hai đều có cùng một mức sai số trong khi các cuộc khảo sát trên toàn quốc đưa ra những tín hiệu quan trọng về sự ủng hộ của người Mỹ đối với các ứng cử viên chính trị, một số bang cạnh tranh thường làm nghiêng cán cân trong cử tri đoàn Hoa Kỳ. Cơ quan cuối cùng quyết định ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Một nhà thăm dò ý kiến với chiến dịch tranh cử của Trump đã bác bỏ bất kỳ cuộc thăm dò nào cho thấy sự ủng hộ với bà Harris ngày càng tăng, cho rằng sự nổi tiếng chỉ tạm thời tăng lên do các phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi về việc bà mới ra ứng cử sự gia tăng đó có thể sẽ bắt đầu xuất hiện trong vài ngày tới và sẽ kéo dài trong một thời gian nhà thăm dò ý kiến tony fabrizio cho biết trong một bản ghi nhớ được ban vận động tranh cử của trump gửi cho các phóng viên các ứng cử viên thường mong đợi một cơ hội thăng tiến sau khi chính thức chấp nhận đề cử của đảng họ tại các đại hội được truyền hình và quản lý trên sân khấu chẳng hạn như đại hội mà trump đã tổ chức vào tuần trước nhưng cuộc thăm dò không cho thấy dấu hiệu nào về điều đó dù có tăng hay không, cuộc thăm dò gần đây nhất của Reuters Ipsos đã nhấn mạnh lý do cơ bản khiến Biden bỏ cuộc đua và để Harris thay thế ông trên tấm vé. Bà Harris được cho là sắc bén hơn ông Biden và ông Trump. Khoảng 56% cử tri đã đăng ký đồng ý với nhận định rằng bà Harris, 59 tuổi, có tinh thần nhạy bén và có thể đối phó với các thách thức. So với 49% cũng nói như vậy về Trump, 78 tuổi, chỉ có 22% cử tri đánh giá Biden như vậy. Khoảng 80% cử tri đảng Dân Chủ cho biết họ có thiện cảm với Biden, so với 91% cũng nói như vậy về Harris. 3 phần tư cử tri Đảng Dân Chủ cho biết họ đồng ý với tuyên bố rằng Đảng và cử tri nên đứng sau Harris ngay bây giờ. Chỉ 1 phần tư cho rằng nhiều ứng cử viên nên cạnh tranh để giành được đề cử của Đảng. Khi các cử tri trong cuộc khảo sát được xem một lá phiếu giả định bao gồm ứng cử viên Tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr., Harris đã dẫn trước Trump từ 42 đến 38%, một lợi thế nằm ngoài khả năng sẽ sót. Ông Kennedy, người được 8% cử tri ủng hộ trong cuộc thăm dò, vẫn chưa đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu ở nhiều bang trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Bà Harris đã vận động tranh cử ở bang chiến trường quan trọng Wisconsin hôm 23 tháng 7. Bà đã giành được sự ủng hộ từ các nhân vật lớn trong đảng và từ đó, sự chú ý đổ dồn vào người mà bà sẽ chọn làm người đồng hành cùng mình. Song nhiều người trả lời trong cuộc thăm dò nói chuyện cho biết, họ không biết gì về những gương mặt tiềm năng được cho là có thể tham gia liên danh tranh cử với bà Harris. Ông Putin đang theo dõi một hồi chuông cảnh báo kịch tính về tình hình ở Mỹ. Nhà báo Đức cho rằng tình hình hiện tại ở Mỹ đang nằm trong tay Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà báo người Đức Hans Ulrich Eger cho biết trên kênh Wealth. Sau khi nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua giành chức nguyên thủ quốc gia, tình hình ở Mỹ đang rơi vào tay Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đối với tôi, người chiến thắng trong ngày là Vladimir Putin. Ông ấy đang ở Moscow, theo dõi Washington và xem một bộ phim truyền hình của Shakespeare ở đó. Ông ấy không còn đối thủ nữa, nhà báo lưu ý. Eger nhấn mạnh rằng, vì Biden đã rút lui khỏi cuộc đua nên nhiều khả năng ông sẽ không ở lại cho tới hết nhiệm kỳ tổng thống vì mọi người đều rõ ràng về tình hình sức khỏe của ông. Theo nhà báo, không còn nhà lãnh đạo nào ở phương Tây có thể chống lại Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Đó là một tình huống rất kịch tính, nhà báo kết luận. Biden hôm 21 tháng 7 tuyên bố rằng ông sẽ không tái tranh cử từ Đảng Dân Chủ nhưng dự định sẽ phục vụ cho tới hết nhiệm kỳ. Đồng thời, ông ủng hộ việc Phó Tổng thống Kamala Harris ứng cử vào cuộc bầu cử Tổng thống. Nga tung video phóng tên lửa khiến 50 huấn luyện viên quân sự phương Tây thiệt mạng ở Ukraine. Nga tuyên bố tên lửa Iskander-M của nước này đã tấn công một địa điểm triển khai các huấn luyện viên phương Tây ở Kharkov, khiến khoảng 50 người thiệt mạng. Đài Sputnik dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 23 tháng 7, một kíp lái đã điều khiển hệ thống tên lửa Iskander-M tấn công một điểm triển khai tạm thời cho nhóm người mà Nga cho là các huấn luyện viên và lính đánh thuê từ các nước phương Tây ở khu vực Kharkov, khiến khoảng 50 huấn luyện viên quân sự thiệt mạng. Kiếp điều khiển hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander M đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa và một điểm triển khai tạm thời các huấn luyện viên và lính đánh thuê từ các nước phương Tây tại làng Degachi, vùng Kharkov. Hậu quả của cuộc tấn công là khoảng 50 huấn luyện viên quân sự nước ngoài đã thiệt mạng, tuyên bố của Bộ trên nêu. Nga cáo buộc lính đánh thuê nước ngoài đang tích cực tham gia chiến đấu bên phía lực lượng vũ trang Ukraine và các phương tiện truyền thông Nga cũng thường xuyên đưa tin về tổ thất đáng kể của những tay súng đánh thuê này. Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã báo cáo về việc loại bỏ lính đánh thuê từ Mỹ, Anh, Georgia và các nước khác, đồng thời thường xuyên đưa tin về việc phá hủy các địa điểm tập trung người nước ngoài chiến đấu cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã nhiều lần cảnh báo công dân nước ngoài không nên đến Ukraine và nhấn mạnh rằng theo luật nhân đạo quốc tế, lính đánh thuê không được coi là chiến binh và không có quyền trở thành tù nhân chiến tranh. Theo bộ này, hơn 13.000 lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine để chiến đấu cho các lực lượng của Kiev kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Trong thời gian này, khoảng 6.000 tay súng trong số đó đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Hồi tháng 2 năm nay, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga, Đại tá Sergei Ruskoy, người đứng đầu Tổng cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết, các binh sĩ NATO dưới vỏ bọc lính đánh thuê đang tham gia vào các hoạt động chiến đấu ở Ukraine. Ông Ruskoy nói rằng, các quân nhân NATO tham gia vào các hoạt động chiến đấu dưới vỏ bọc lính đánh thuê. Họ vận hành các tổ hợp phòng không bao gồm tên lửa chiến thuật tác chiến và nhiều bệ phóng tên lửa, đồng thời là một phần của lực lượng tấn công. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine phối hợp với CIA, Cục Tình báo Trung ương Mỹ, đã tăng cường tuyển dụng lính đánh thuê từ Mỹ, Canada, châu Á, châu Mỹ Latin và Trung Đông. Trong khi đó, các nước thành viên NATO vẫn luôn khẳng định không đưa lực lượng chiến đấu đến Ukraine, mà chỉ cho phép một số nhân sự huấn luyện quân sự và kỹ thuật viên đến nước này để hỗ trợ huấn luyện và sửa chữa thiết bị. Latvia chuyển hơn 500 thiết bị bay không người lái đầu tiên sang Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Prus cho biết nước này đã gửi lô hàng đầu tiên gồm hơn 500 thiết bị bay không người lái đầu tiên sang cho Ukraine. Theo đài phát thanh Sputnik, Bộ trưởng Spruce đăng tải một bức ảnh kèm theo một bài đăng xã hội X ngày 22 tháng 7. Lô hàng với hơn 500 thiết bị bay không người lái đang bắt đầu hành trình tới Ukraine. Hồi tháng 4, Thủ tướng Latvia Evika Silina cho biết nước này đã có kế hoạch gửi lô thiết bị bay không người lái nội địa đầu tiên trị giá 1 triệu euro tới Ukraine trong thời gian tới. Tổng cộng Latvia sẽ gửi hơn 2.500 thiết bị bay không người lái trị giá 4 triệu euro tới Ukraine trong tháng 7. Các quan chức Nga liên tục cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí quân sự cho Kiev chỉ thúc đẩy cuộc xung đột leo thang và không thể tác động đến tiến trình cuối cùng của chiến dịch quân sự đặc biệt. Trước đó, các chuyên gia Nga cảnh báo sau khi xung đột kết thúc, những người điều khiển thiết bị không người lái có kinh nghiệm thực chiến của Ukraine sẽ là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu, gia nhập hàng ngũ mạng lưới tội phạm và tổ chức khủng bố. Latvia và Anh được cho là những quốc gia đi đầu trong liên minh quốc tế được thành lập cung cấp thiết bị bay không người lái cho Ukraine. Trong khoảng thời gian gần đây, các thiết bị này đã trở thành một năng lực quan trọng trên chiến trường Ukraine. Ngày 11 tháng 7, Cộng hòa Séc tham gia sáng kiến này, nâng tổng số thành viên liên minh lên 16 nước. Về phần mình, Ukraine cũng đang nỗ lực tăng quy mô sản xuất trong nước, đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 1 triệu thiết bị bay không người lái vào năm 2024. Kiev sử dụng các thiết bị bay không người lái tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự như sân bay và hậu cần, cũng như các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu. Nga liên tiếp tập trận với bệ phóng tên lửa hạt nhân, con trai quỷ Sa Tăng. Chưa đầy một tháng, Liên bang Nga đã tiến hành liên tiếp hai cuộc tập trận liên quan đến bệ phóng tên lửa hạt nhân di động RS-24 Yars khi mà cuộc xung đột giữa nước này với Ukraine chưa nhìn thấy hy vọng kết thúc. Truyền thông liên bang nga ngày 23 tháng 7 cho biết các lực lượng của nước này đang tiến hành các cuộc tập trận liên quan đến bệ phóng tên lửa hạt nhân di động RS-24 Yars, vốn được mệnh danh là con trai quỷ Satan. Cuộc tập trận này diễn ra sau các cuộc tập trận tương tự vào đầu tháng 7 ở ít nhất hai khu vực khác nhau và chưa đầy 2 tháng sau khi Liên bang Nga tổ chức cuộc tập trận triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật cùng với đồng minh Belarus. Tờ Kommersant của Liên bang Nga hôm 23 tháng 7 đưa tin rằng các hệ thống tham gia diễn tập có thể được gắn trên xe tải hoặc triển khai trong hầm ngầm, được trang bị tên lửa có nhiều đầu đạn, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 11.000 km. Trước đó vào ngày 5 tháng 7, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho hay, Nước này đang tổ chức cuộc tập trận với bệ phóng di động của tên lửa hạt nhân RS-24 Yars Hoạt động này diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Nga tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật cùng với đồng minh Belarus nhằm đối phó với mối đe dọa từ phương Tây. Nga cho biết, các bệ phóng tên lửa RS-24 Yars ở ít nhất hai khu vực khác nhau đã được chuẩn bị di chuyển trên quãng đường 100 km rồi diễn tập ngụy trang và tác chiến. Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố, người ta thấy một bệ phóng di động di chuyển dọc theo các con đường rừng và vào vị trí trước khi các quân nhân che nó bằng lưới ngụy trang. Các cuộc tập trận của Liên bang Nga với vũ khí hạt nhân diễn ra trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine vẫn chưa khép lại, trong khi căng thẳng giữa nước này với tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không ngừng leo thang trong thời gian vừa qua. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho hay, Moscow không cần sử dụng vũ khí hạt nhân để giành chiến thắng ở Ukraine, nhưng nhấn mạnh ông không loại bỏ khả năng sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân của nước này. RS-24 Yars là hệ thống tên lửa chiến lược khai hỏa từ bệ phóng di động hoặc từ hầm ngầm với đa đầu đạn phân hướng MIRV. Tên lửa này được phát triển bởi Viện Công nghệ nhiệt Moscow và là một biến thể của hệ thống tên lửa đạn đạo Topol-M. Theo đài RT, YAS lần đầu được thử nghiệm cách đây 14 năm và tên lửa này đã được các lực lượng chiến lược của Liên bang Nga sử dụng trong 11 năm qua. Hiện tại được xem là một trong những tên lửa đạn đạo liên lục địa chủ lực của quân đội Liên bang Nga. Tên lửa RS-24 YAS dài 20,9m, đường kính 2m, có trọng lượng phóng 49 tấn, sở hữu tốc độ bay nhanh ấn tượng, khả năng thay đổi độ cao và hướng bay linh hoạt khiến cho tên lửa đối phương không thể tiếp cận và cản phá. Hơn nữa, RS-24 Yars còn có khả năng mang từ 4 đến 6 đầu đạn hạt nhân hiện đại nhất của Liên bang Nga với sức công phá 300 kilotons, đủ để phá hủy mọi mục tiêu của đối phương, cho nên nó được mệnh danh là con trai quỷ xa tăng. Ngoài ra, theo các chuyên gia quân sự Nga, tên lửa RS-24 Yars sở hữu tốc độ bay vượt trội so với các loại tên lửa đánh chặn hiện hành và có khả năng thay đổi độ cao lẫn hướng bay một cách linh hoạt. Vì vậy, các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn tên lửa RS-24 Yars tấn công mục tiêu. Trang tin Avia Pro dẫn một nghiên cứu chỉ ra rằng, để vô hiệu hóa được một tên lửa RS-24 Yars, hệ thống phòng không của đối thủ sẽ phải phóng ra ít nhất là 50 tên lửa đánh chặn. Nga tố Kiev tập kích vùng Belgorod, Ukraine bắn hạ máy bay Su-25 và nhiều UAV. Nga cáo buộc Ukraine pháo kích và không kích bằng UAV nhắm vào nhiều khu định cư ở Belgorod. Quân đội Ukraine bắn hạ một máy bay Su-25 và nhiều UAV của đối thủ. Theo TASS, trong ngày 23 tháng 7, tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov đã cáo buộc Ukraine tổ chức tập kích diện rộng tại vùng biên giới Belgorod, gây thiệt hại cho nhiều khu định cư trong vùng. Quân đội Ukraine đã bắn gần 60 quả đạn pháo và phóng hơn 50 UAV vào Belgorod trong ngày vừa qua. Tài quân Stebenskinski và Levski đã có 18 căn hộ bị hư hại nặng vì đòn tập kích của đối thủ. Ở khu định cư Malomy-Khalovka đã có một người thiệt mạng, trong khi có nhiều người bị thương đã được ghi nhận ở các khu vực khác, ông Glakov cho biết. Cùng ngày, Điện Kremlin đã thông qua lệnh hạn chế nhập cảnh tại Belgorod nhằm tăng cường bảo vệ lãnh thổ Nga trước các cuộc tập kích của Ukraine. Các trạm kiểm soát sẽ được thiết lập bên ngoài các địa phương giáp Belgorod, phương tiện giao thông công cộng bị cấm, và những ai muốn tới đây đều phải thông báo trước cho nhà chức trách địa phương. Ông Lakov thông tin, Ukraine bắn hạ máy bay Su-25 và nhiều UAV của Nga. Theo Pravda, trong ngày 23 tháng 7, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thông báo về việc quân đội nước này bắn hạ một cường kích Su-25 của Nga gần thành phố Porov, vùng Donetsk. Đã có hai máy bay Su-25 của đối thủ tiếp cận Porov ở tầm thấp. Một trong số này đã bị các thành viên của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 bắn hạ, Về Ukraine cho biết. Cùng ngày, không quân Ukraine đã xác nhận việc lực lượng phòng không nước này đánh chặn 7 UAV cảm tử Shahed và một tên lửa hành trình KH-69 được Nga triển khai trong vòng 24 giờ qua. Bị Nga gián đồng mạnh, lính Ukraine tháo chạy khỏi vị trí chiến đấu ở Makiivka. Trung tá LBR đã nghỉ hưu Andrei Marocco nói với Ria Novosti rằng các binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tổn thất nghiêm trọng và phải rời bỏ vị trí của họ tại làng Makievka ở LBR, rút lui về các vị trí dự bị ở phía tây bắc ngôi làng. Marocco cho biết, VFU, lực lượng bán quân sự của Ukraine, đã bị tổn thất đáng kể, đã từ bỏ các vị trí mà họ đã chiếm giữ trong một thời gian dài và rút lui về các vị trí dự bị nằm ở phía tây bắc khu định cư. Marocco nói, trích dẫn nguồn tin riêng của mình, Ông lưu ý rằng quân nhân Ukraine đã rút lui sau khi bị lực lượng vũ trang Nga giáng một đòn mạnh. Trong khi đó, các đơn vị của lực lượng dù cần vệ Tula dưới sự yểm trợ của một nhóm thiết giáp đã đánh bật lực lượng Ukraine khỏi một số vị trí trong khu vực làng Beresnoye theo hướng Shevetsky thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga nói với các phóng viên là một phần của hoạt động chiến đấu tích cực gần làng Peresmoye ở hướng bắc của DRR. Các nhóm tấn công của lính dù Tula đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu là chiếm giữ các vị trí của đội hình Ukraine và cải thiện tình hình dọc chiến tuyến, bộ này cho biết. Trước cuộc tấn công, lính dù đã tiến hành trinh sát trên không và sau đó trấn áp các điểm bắn bằng máy bay và pháo binh. Nga thả bơm pháp 3.000 nặng 3 tấn tiêu diệt quân Ukraine gần Kharkov. Lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt một điểm triển khai tạm thời của tiểu đoàn 3, lữ đoàn 13 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở Lipsi, vùng Kharkov. Mục tiêu đã bị phá hủy bằng một quả bơm nổ mạnh Pháp 3.000 nặng 3 tấn, có tới 50 quân nhân Ukraine thiệt mạng, một xe bọc thép và ba xe bán tải đã bị phá hủy do cuộc tấn công. Bơm Pháp 3.000 có khả năng tấn công các mục tiêu kiên cố như các công trình kiên cố và sở chỉ huy dưới lòng đất. Theo đại diện của Rostec Corporation, Vụ nổ của một quả bơm 3 tấn tạo ra một sóng xung kích có thể phá hủy, cụ thể là một cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine bằng các công trình đào hở, bơm phá 3.000 có lượng nổ khoảng 1 tấn rưỡi. Vụ nổ của quả bơm này có khả năng ảnh hưởng đến một khu vực tương đương với 11 sân bóng đá. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong vòng một tuần, Ukraine đã mất 13.075 quân nhân trong khu vực diễn ra hoạt động quân sự đặc biệt. Ngoài ra, quân đội Nga đã phá hủy 3 máy bay MiG-29, 8 tên lửa ATAC MS của Mỹ, 10 quả bơm dẫn đường Hammer của Pháp và 10 tàu không người lái ở Biển Đen. Căn cứ không quân Nga bị UAV tấn công, Ukraine công bố tổn thất của Moscow. Truyền thông Ukraine cho hay quân đội nước này gần đây đã dùng máy bay không người lái UAV tập kích căn cứ không quân Bilerovo của Nga. Theo trang mu in ua các UAV Ukraine vào đêm 20 tháng 7 đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào sân bay quân sự Milerovo nằm ở tỉnh Rostov, Nga. Theo lời kể từ một số người dân địa phương, họ nghe thấy ít nhất 16 tiếng nổ lớn. Dựa trên những bức ảnh vệ tinh chụp trong ngày 21 tháng 7, có thể thấy vụ tập kích UAV của Ukraine đã gây thiệt hại cho một số công trình nằm trong khu vực bảo dưỡng máy bay của căn cứ. Đồng thời, kho nhiên liệu trong căn cứ trên cũng bị cháy một phần. Miu.in.ua nhận định căn cứ Milerovo là nơi đóng quân của Trung đoàn Hàng không tiêm kích cận vệ số 31 Nga, đơn vị được trang bị nhiều chiến đấu cơ Su-30SM. Quân đội Nga tới nay chưa bình luận về những hình ảnh và thông tin được Miu.in.ua đăng tải. Ukraine công bố động thất của Moscow. Theo bản số liệu được đăng trên mạng xã hội Facebook hôm nay 22 tháng 7, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố Quân đội nước này đã khiến đối phương tổn thất 567.760 binh sĩ kể từ khi xung đột nổ ra. Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã khiến phía Nga thương vong khoảng 1.050 lính. Quân đội Nga đã mất 8.284 xe tăng, 15.980 xe chiến đấu bọc thép, 21.138 xe tải và phương tiện cơ giới, 15.637 hệ thống pháo các loại, 900 hệ thống phòng không, 362 tiêm kích và 326 trực thăng, 28 tàu chiến và một tàu ngầm, một đoạn trích trong bản thông cáo viết. Trong khi đó, dữ liệu được trang web phân tích phòng thủ tình báo Orisbio Quencoop của Hà Lan cập nhật hôm 21 tháng 7 cho hay, tổng số trang thiết bị hạng nặng các lực lượng vũ trang Moscow tổn thất kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt là 17.009 khí tài trong đó số xe tăng và xe chiến đấu bọc thép Nga mất lần lượt là 3.252 và 1.474 chiếc. Phương Tây cảnh báo thảm họa ở Ukraine tổng tư lệnh biết rõ sự thật. Chuyên gia người Anh Alexander Mikuris cho biết trên YouTube rằng Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Sersky hiểu rõ thất bại không thể tránh khỏi của đất nước mình người ta cáo buộc rằng tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine tướng sersky đã thừa nhận rằng cuộc chiến đã thất bại ukraine đã thua rằng họ không thể đánh bại nga đầu hàng là điều không thể tránh khỏi ông lưu ý theo chuyên gia những diễn biến khá nghiêm trọng đang diễn ra ở ukraine Ông nói thêm rằng, điều đáng chú ý là mực đất đang di chuyển ra xa dưới chân của ông Zelensky. Mikuris cũng chỉ ra rằng, những lời chỉ trích đối với tổng tư lệnh ngày càng gia tăng ở quốc gia Đông Âu này vì chức vụ của ông. Nhà phân tích kết luận, điều này bao gồm các cuộc trò chuyện về khả năng ông bị cách chức. Vào cuối tháng 5, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sersky đã báo cáo về tình hình khó khăn ở mặt trận đối với quân đội Ukraine. Theo ông, những điểm nóng nhất vẫn là Ivanovsko, và Washington theo hướng Kramatorsk. Vào đầu tháng 6, ông thông báo tình hình khó khăn ở các hướng Kurakowski, Kivyansky, Kakov và Rodnarmorsky. Đầu tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine hiện đang bị phương Tây cố tình kéo dài. Thị trưởng Kiev cảnh báo kịch bản ông Zelensky nhượng bộ lãnh thổ với Nga. Ông Zelensky đối mặt rủi ro về chính trị nếu nhượng bộ lãnh thổ với Nga, Thị trưởng Kiev Vitaly Kistro nói hôm ngày 21 tháng 7, theo báo Italia korea di Sera, làm sao chúng ta có thể giải thích với người dân quốc gia về việc cần nhượng bộ lãnh thổ, từ bỏ những khu vực đã tiêu tốn hàng nghìn sinh mạng binh sĩ. Dù ông Zelensky muốn hành động như thế nào, ông ấy cũng đối mặt rủi ro về chính trị. Ông Klitschko nói trong cuộc phỏng vấn đăng trên báo Italy korea di Sera. Ông Klitschko nhận định, vài tháng tới sẽ rất khó khăn đối với ông Zelensky. Tổng thống nếu quyết định nhượng bộ lãnh thổ sẽ cần phải tổ chức trưng cầu dân ý, ông Klitschko nói. Tôi không nghĩ Tổng thống Ukraine có thể tự mình ký những thỏa thuận đau đớn và quan trọng như vậy nếu không được người dân đồng tình, ông Klitschko nói thêm đồng thời cho biết một lối thoát cho ông Zelensky có thể là thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Việc thành lập một chính phủ như vậy có thể là bước chuyển đổi để Ukraine hướng tới hòa giải với Nga, chấm dứt xung đột đang diễn ra. Ông Klitschko nói Kiev muốn giành chiến thắng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng tình hình đang ngày càng trở nên phức tạp hơn. Đặc biệt là Kiev phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn viện trợ từ nước ngoài. Sẽ là cơn ác mộng nếu chúng tôi phải chiến đấu thêm hai năm nữa, ông Klitschko nói. Trả lời hãng tin BBC hôm ngày 18 tháng 7, ông Zelensky nói không ai chấp nhận xung đột kéo dài và Ukraine sẽ tìm cách để tổ chức bầu cử. Khi được hỏi liệu ông có thể nắm quyền nếu xung đột ở Ukraine còn kéo dài trong 10 năm tới hay không, ông Zelensky nói, trước hết, không ai có thể chấp nhận một cuộc xung đột kéo dài 10 năm hoặc dài hơn, rất khó khăn với chúng tôi và cả thế giới. Tôi sẽ tính tới giải pháp tổ chức bầu cử nếu xung đột vẫn tiếp tục kéo dài. Chúng tôi chưa xác định giải pháp cụ thể, ông Zelensky nói. Nói về viễn cảnh chấm dứt xung đột ở Ukraine, ông Zelensky cho biết mọi người sẽ hạnh phúc nếu một người trên thế giới và người đó là cựu tổng thống Trump có thể chấm dứt xung đột trong 24 giờ. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là cái giá của nó thế nào và ai sẽ trả? Nếu ông Trump muốn làm điều đó trong 24 giờ thì cách đơn giản nhất là buộc chúng tôi phải trả giá, nghĩa là trao lãnh thổ cho Nga và quên đi tất cả, ông Zelensky nói, nhấn mạnh Kiev sẽ không chấp nhận giải pháp hòa bình như vậy. Điện đàm với ông Trump hôm ngày 19 tháng 7, ông Zelensky đã đồng ý với cựu tổng thống Donald Trump về bước đi cần thiết để thúc đẩy hòa bình công bằng và thực sự lâu dài ở Ukraine. Ba Lan sẽ chuyển thêm 20 tiêm kích MiG-29 cho Kiev. Trang Avia của Nga vừa đưa tin, Ba Lan hiện có ý định sẽ chuyển giao tiếp 20 chiếc chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine. Hiện tại, Kiev và Warsaw chưa bình luận về thông tin này. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Janusz Onikiewicz cho biết, máy bay chiến đấu MiG-29 của Ba Lan có thể được chuyển giao cho Ukraine trong khoảng 6 tháng tới, sau khi chúng được thay thế bằng chiến đấu cơ F-35 mua mới từ Mỹ, trang Avia viết. Tuy vậy, ông Janusz Onikiewicz cho biết tốc độ chuyển giao sẽ phụ thuộc vào tiến độ tiếp nhận dòng chiến đấu cơ tàng hình của Mỹ. Ông Oniskevich lưu ý rằng, quá trình chuyển giao MiG-29 cho phía Ukraine bao gồm nhiều giai đoạn. Đầu tiên, không quân Ba Lan tiếp nhận chiến đấu cơ tàng hình F-35, điều này sẽ giải phóng vai trò của MiG-29. Sau đó, chúng sẽ bị rút ra khỏi biên chế để chuyển giao cho Ukraine. Ông nhấn mạnh, việc chuyển giao các máy bay chiến đấu F-35 mới của Mỹ là điều kiện quan trọng để chuyển giao MiG-29. Chỉ sau đó mới có thể nói về ngày giờ cụ thể cho việc những chiếc tiêm kích MiG-29 cũ này đến với Ukraine. Hiện cả Warsaw và Kiev chưa bình luận về thông tin truyền thông Nga đưa ra. Đây không phải là lần đầu tiên MiG-29 được Warsaw chuyển cho Ukraine. Trước đó, Ba Lan và Slovakia đã chuyển giao một số chiếc tiêm kích này cho Kiev. MiG-29 là loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ tư do Nga thiết kế và chế tạo cho vai trò chiếm ưu thế trên không, được phát triển vào thập niên 1970 bởi phòng thiết kế Mikoyan. Nó bắt đầu đi vào hoạt động trong không quân Xô Viết vào năm 1983 để đối đầu với những loại máy bay tiêm kích của Hoa Kỳ như F-16 Fighting Falcon, và FA-18 Onet. Tới nay, đã có khoảng 1.600 chiếc được sản xuất, 900 trong số đó để xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia trên thế giới. Giao tranh dữ dội, Tổng tư lệnh Ukraine tiết lộ chiến thuật gây sát thương toàn diện cho quân Nga. Oleksandr Sikskiye, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, ông đã đến thăm những khu vực nóng nhất ở mặt trận phía đồng và xem xét những gì cần phải làm để ngăn chặn người Nga. Tổng tư lệnh Sikskiye cho biết, dù bị tổn thất nặng nề nhưng quân Nga vẫn tiếp tục tiến về Pokrov. Ông báo cáo rằng giao tranh dữ dội đang diễn ra ở Krasnohovdivka, trong khu vực định cư Prores, Zaline, Pivnikne và Chasivya. Người Nga cũng đang kiên trì nỗ lực đánh chiếm Stemakivka và Makivka, tấn công các vị trí của Ukraine ở Ivanivske và Klishchiivka, đồng thời cố gắng chiếm giữ các hòn đảo trên vùng ngập lũ của tà ngạn sông Dnipro chúng ta có thể và phải làm gì để ngăn chặn bước tiến của kẻ thù vượt trội về số lượng giải pháp rất rõ ràng chúng ta cần sử dụng hỏa lực hiệu quả chống lại lực lượng chủ lực và dự bị của họ từ xa gây sát thương toàn diện cho kẻ thù phía trước các vị trí của chúng ta giữ vững các tuyến và vị trí phòng thủ do công binh chuẩn bị đồng thời sử dụng tất cả vũ khí và đạn dược sẵn có một cách hiệu quả nhất có thể đặc biệt là máy bay không người lái tấn công của chúng ta nơi chúng ta có lợi thế khác biệt ông ski nói Tổng tư lệnh cũng tin rằng các phương pháp mới phải được phát triển để tiêu diệt máy bay không người lái trinh sát của Nga, sử dụng hệ thống tác chiến điện tử và máy bay không người lái FPV. Ski nói thêm rằng, điều này đòi hỏi phải đào tạo kỹ lưỡng cho tất cả các loại quân nhân để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chiến đấu. Ngoài ra, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị nhân sự các cấp để phát huy tối đa khả năng chiến đấu của quân đội và giảm thiểu tổn thất. Lần này tôi cũng xem xét tiến độ trong việc chuẩn bị lực lượng dự bị cho các hoạt động chiến đấu, Tôi lưu ý rằng các bài tập huấn luyện ngày càng giống với điều kiện chiến đấu thực tế. Với việc sử dụng máy bay không người lái để thả dù và máy bay không người lái FPV để mô phỏng hành động của kẻ thù, ông cho biết. Theo tướng Ukraine, cách tiếp cận này cho phép Ukraine huấn luyện binh lính trong việc tiêu diệt hiệu quả vũ khí cực kỳ nguy hiểm này. Ukraine nên tận dụng lợi thế của mình trong việc sử dụng máy bay không người lái tấn công và máy bay không người lái FPV để tiêu diệt máy bay không người lái của đối phương. NATO tuyên bố nóng hơn 500.000 binh sĩ đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Hơn 500.000 binh sĩ NATO hiện đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao, người phát ngôn của Liên minh Farah Daklala cho biết. Kể từ năm 2014, NATO đã trải qua bước chuyển đổi quan trọng nhất về hệ thống phòng thủ tập thể của chúng tôi trong thế hệ gần đây nhất. Chúng tôi đã đưa ra các kế hoạch phòng thủ toàn diện nhất kể từ chiến tranh lạnh và hiện có hơn 500.000 binh sĩ đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao, bà Daklala nói với CNN. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson đã giải thích chi tiết rằng Moscow sẽ không tấn công các nước NATO. Điều đó là vô nghĩa. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên đem mối đe dọa tưởng tượng từ Nga ra hù dọa người dân của họ nhằm đánh lạc hướng chú ý khỏi các vấn đề nội bộ. Nhưng những người thông minh hoàn toàn hiểu rõ rằng đây là mối đe dọa giả mạo. Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn của báo Tây Ban Nha PES, người sáng lập đảng cánh tả nước Pháp bất khuất, La Jean-Luc Mélenchon tuyên bố rằng nếu trở thành tổng thống, ông dự kiến sẽ đưa Pháp rút khỏi NATO một cách có hệ thống. Ông Mélenchon đã thảo luận về kết quả cuộc bầu cử quốc hội ở Pháp diễn ra hồi đầu tháng 7, chính trị gia nhấn mạnh với nhà báo rằng ông nhất quán ủng hộ việc Pháp ra khỏi NATO trong bối cảnh liên minh này tuân theo logic của chiến tranh. Tôi chọn logic giải trừ vũ khí và ổn định tình hình. Nếu như tôi ở Điện Élysée, tất nhiên tôi sẽ đưa Pháp rút khỏi bộ chỉ huy quân sự thống nhất NATO theo cách có hệ thống và có tổ chức, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh để không phải thấy chính mình cũng bị cuốn vào chuyện này, báo trích dẫn lời ông Melosong. Hiện nay, trong NATO có 32 thành viên đủ quyền là Albania, Bỉ, Bulgari, Anh, Hungary, Đức, Hy Lạp, Đan Mạch, Ireland, Tây Ban Nha, Ý, Canada, Latvia, Litva, Luxembourg, Bắc Macedonia, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romani, Slovakia, Slovenia, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Croatia, Montenegro, Cộng hòa Séc, Estonia, Phần Lan và Thụy Điển. Quân Nga đổ bộ vào Donbass, thừa thắng kiểm soát được nhiều lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 7 thông tin rằng lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thị trấn Rozovska thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugan và chiếm được Pestanoye Nizhneye thuộc vùng Kharkov của Ukraine. Trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã chịu hơn 1.500 thương vong tại nhiều điểm nóng dọc tiền tuyến, mất nhiều khẩu pháo bao gồm cả pháo lựu M777 do Mỹ sản xuất, các quan chức quân sự Nga khẳng định. Theo tuyên bố của bộ này, bảy kho đạn dược của Ukraine đã bị tấn công ở nhiều khu vực khác nhau. Ngoài ra, quân Nga đã giáng đòn, đánh bại đội hình của đơn vị đường không số 77, các lữ đoàn cơ giới số 14, số 115, số 116 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine và lữ đoàn số 1 vệ binh quốc gia Ukraine tại các khu vực Sinkovka, Petropavlovka, Perestovoye, vùng Kharkov và Krasny Liman của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Các đơn vị của nhóm quân phía Bắc cũng đã đánh bại nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 34, Lữ đoàn Cơ giới số 15 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 127 và Lữ đoàn Vệ binh quốc gia số 13 của Ukraine trong các khu định cư Tikhon, Tysikuni, Konsaklopan, Lipsi, Volchan, Zovnevue và Staritsa ở vùng Kharkov. Quân đội Nga đã đẩy lùi 4 cuộc phản công của các đơn vị thuộc Lữ đoàn Xung kích số 92, Lữ đoàn Cơ giới số 23 và Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36, thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Thiệt hại của đối phương lên tới 145 chiến binh, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Tổng thống Ukraine Zelensky đối mặt nguy cơ tự sát chính trị. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko tin rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào với Nga sẽ cần phải có một cuộc trưng cầu dân ý. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky có thể sẽ cần tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc để hợp pháp hóa bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào với Nga. Klitschko tin rằng, thực tế là bất kỳ động thái nào của Zelensky cũng có thể khiến ông có nguy cơ tự sát chính trị. Phát biểu với nhật báo Corriere della Sera của Ý hôm 21 tháng 7, thị trưởng thủ đô Ukraine dự đoán rằng vài tháng tới sẽ là rất khó khăn đối với ông Zelensky. Chúng tôi đang chờ đợi cuộc bầu cử ở Mỹ, nhưng để thiết lập hòa bình, chúng tôi sẽ cần một cuộc trưng cầu dân ý, ông nói. Klitschko tin rằng Cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý toàn quốc có thể sẽ cần thiết để hợp pháp hóa một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Moscow, vì bất kỳ sự thỏa hiệp nào cũng sẽ rất khó giải thích cho công chúng Ukraine. Tuy nhiên, thị trưởng nhấn mạnh rằng việc tiếp tục chiến sự trong vài năm nữa cũng không phải là một lựa chọn. Tôi không nghĩ Zelensky có thể tự mình đạt được những thỏa thuận đau đớn và quan trọng như vậy mà không có công lý, Klitschko phát biểu. Làm thế nào để giải thích với đất nước rằng cần phải từ bỏ những phần lãnh thổ đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn anh hùng quân đội của chúng ta? Bất cứ động thái nào anh ta thực hiện anh ta đều có nguy cơ tự sát chính trị sẽ là một cơn ác mộng nếu chúng tôi phải chiến đấu thêm hai năm nữa thị trưởng nói thêm quan chức này cho biết việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc kiểu israel có thể là một lựa chọn để ukraine vượt qua giai đoạn khó khăn và hợp pháp hóa một thỏa thuận hòa bình tiềm năng tuy nhiên tôi không nghĩ zelensky sẵn sàng từ bỏ quyền lực tập trung trong tay mình dưới tình trạng thiết quân luật klitschko thừa nhận zelensky vẫn nắm quyền ở ukraine mặc dù nhiệm kỳ của ông đã chính thức hết hạn vào tháng năm ông quyết định không tổ chức bầu cử tổng thống với lý do thiết quân luật được áp đặt do xung đột với Nga. Moscow đã ra tín hiệu cho rằng tính hợp pháp của Zelensky đã hết hạn và không còn coi ông là một tổng thống thực sự của đất nước này nữa. Hé lộ kế hoạch hòa bình Ukraine của ông Trump Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tiết lộ một kế hoạch hòa bình mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sử dụng nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo Uran Prada, trong bài bình luận đăng trên tờ Daily Mail, ông Johnson cho biết, tôi tin ông Trump có thể chấm dứt cuộc xung đột theo những điều kiện phù hợp với Ukraine và phương Tây. Tôi nhấn mạnh rằng tôi không thể đảm bảo chính xác những gì ông ấy sẽ làm nếu đắc cử, tuy nhiên đây là những gì ông ấy có thể làm. Theo ông Johnson, kế hoạch hòa bình của ông Donald Trump có thể bao gồm các bước sau. Phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Atak MS và Storm Shadow cũng như các vũ khí khác để nhắm vào các sân bay ở trong nước Nga. Một khi quân Nga bị đẩy lùi, Tổng thống Putin sẽ đề xuất một thỏa thuận. Nga rút về biên giới trước khi xung đột tháng 2 năm 2022 xảy ra. Để ngăn ngừa xung đột trong tương lai và sự bất ổn, phần còn lại của Ukraine sẽ được công nhận là một quốc gia tự do có quyền quyết định tương lai của chính mình gồm cả triển vọng gia nhập EU và NATO, và việc gia nhập sẽ diễn ra càng sớm càng tốt. Sau khi xung đột kết thúc, Ukraine với hơn một triệu người có vũ khí và đã quen với sử dụng các thiết bị của NATO là lực lượng chống Nga hữu hiệu nhất thế giới, có thể thay thế một phần trong số 70.000 quân Mỹ đang triển khai ở các nước châu Âu, để ngăn chặn khả năng gây hấn của Nga. Điều này sẽ cho phép ông Trump tiết kiệm tiền và đưa lực lượng Mỹ về nước, đồng thời khiến người châu Âu phải có trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ chính họ, đây là một trong những mục tiêu chính của ông Trump. Tổng thống Vladimir Putin có thể tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt đã thành công và Nga đã đạt mục tiêu phi phát xít hóa Ukraine. Các biện pháp bảo vệ đặc biệt có thể áp dụng cho cộng đồng nói tiếng Nga ở Ukraine. Cựu Thủ tướng Anh nhận xét, với việc ông Trump ở Nhà Trắng, việc nối lại quan hệ hữu nghị với Nga với ông Putin sẽ có một triển vọng thực sự. Ngoài ra, mọi việc sẽ trở lại thời kỳ mà Nga là một đối tác đáng kính trọng của G8 và thậm chí là NATO. Theo chính trị gia này, chỉ có một cách duy nhất để đạt được kết quả như vậy, đó là vũ lực. Nước Mỹ dưới thời ông Trump sẽ phải chứng tỏ rằng các biên giới quốc tế phải được tôn trọng và không thể tái xây dựng liên xô bằng vũ lực. Điều đó có nghĩa là phải hỗ trợ người Ukraine tới cùng. Ông Boris Johnson nói thêm, chính ông Trump chứ không phải ông Obama hay Biden đã trao cho người Ukraine các vũ khí chống tăng, loại rất quan trọng đối với Kiev. Nếu và khi quay lại nắm quyền sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, ông Trump sẽ có cơ hội lớn không chỉ sửa chữa di sản của người tiền nhiệm mà còn có thể đưa thế giới tiến về phía trước. Ông Trump có thể thấy trước mối nguy nếu Ukraine bị đánh bại, thì Mỹ và thế giới sẽ phải hứng chịu tổn thất lâu dài. Mặt khác, một chiến thắng dành cho Ukraine nếu được xử lý đúng, có thể mở đường cho mối quan hệ mới tốt đẹp hơn nhiều với Nga. Đó sẽ là chiến thắng vĩ đại cho Mỹ và toàn thế giới, ông Boris Johnson cho hay. Ngày 17 tháng 7, ông Boris Johnson đã gặp ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về vấn đề Ukraine. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Johnson là người ủng hộ mạnh mẽ cho Kiev và từng kêu gọi các nước phương Tây dỡ bỏ hạn chế trong việc cung cấp cho Ukraine các vũ khí cần thiết nhằm đánh bại Ukraine. Ukraine tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, Nga bắn nổ hai bệ phóng Patriot. Ukraine sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm gần 12 tỷ USD trong năm 2024. Nga tập kích hai bệ phóng của tổ hợp phòng không Patriot đẩy lùi nhiều đợt phản công của Kyiv. Theo Kyiv Independent, trong ngày 20 tháng 7, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thông báo về việc chính phủ nước này thông qua kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng thêm gần 12 tỷ USD trong năm tài khoá 2024. Ưu tiên hàng đầu là cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine ở tiền tuyến. Bên cạnh đó, chi phí để xây dựng công sự phòng thủ và trả tiền lương cho binh lính cũng là những khoản chi tiêu quan trọng, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Zuri Dechihi cho biết. Cụ thể, chính phủ Ukraine sẽ phân bổ khoảng 9 tỷ USD cho Bộ Quốc phòng, 6,5 tỷ USD trong số này được dùng để trả lương và hỗ trợ cho các binh lính bị thương. Kiev cũng phân bổ gần 1,1 tỷ USD để trang bị thêm vũ khí và đạn dược. 113 triệu USD cho công tác hậu cần, 965 triệu USD cho việc xây dựng công sự phòng thủ và 215 triệu USD cho cơ quan vận tải nhà nước. Nga bắn nổ hai bệ phóng Patriot, đẩy lùi nhiều đợt phản công của Ukraine. Theo TASS, trong ngày 20 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc quân đội nước này phá hủy hai bệ phóng và một radar thuộc tổ hợp phòng không Patriot của Ukraine tiêm kích UAV và các đơn vị pháo binh Nga đã phối hợp để bắn nổ hai bệ phóng và một radar AN-MPQ-65 của tổ hợp phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Bên cạnh đó, chúng ta cũng tập kích các địa điểm tập trung khí tài và nhân lực của đối phương ở 113 khu vực, dọc theo tiền tuyến, phía Nga cho biết. Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga cũng đẩy lùi ba cuộc phản công của Ukraine ở vùng Kakip, đồng thời ngăn chặn 8 đợt tập kích của đối thủ ở Donetsk kiểm soát thêm các khu định cư ở Donetsk, Nga tiến sâu vào Ukraine. Tuần qua, quân đội Nga cho biết đã đạt được những bước tiến mới ở vùng Donetsk khi kiểm soát thêm các khu định cư Urozenoye và Yuzhevka. Tuần qua, chiến sự Nga-Ukraine diễn ra giao tranh nhiều khu vực dọc chiến tuyến. Quân đội Nga cũng tuyên bố đạt được nhiều thắng lợi mới ở vùng Donetsk sau khi chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở đây vào tuần trước. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày 21 tháng 7, sau các cuộc giao tranh với Ukraine, Quân đội nước này đã giành được quyền kiểm soát Urozenoye, một ngôi làng lớn nằm ở Tây Nam Donetsk. Urozenoye là nơi chiến sự diễn ra trong suốt vài tháng qua và đã bị tàn phá nặng nề. Ngôi làng này từng được Ukraine giải phóng trong chiến dịch phản công mùa hè năm 2023, tuy nhiên thành quả này không giữ được lâu. Bộ quốc phòng Nga cũng cho đăng tải video binh sĩ Nga phất cờ nước này tại tòa nhà hành chính của Urozenoye. Ngoài Urozanoye, trong tuần qua, quân đội Nga cũng kiểm soát thêm Yuzhevka, một ngôi làng nhỏ nằm ở phía tây thị trấn Golovka ở Donetsk và tiến vào làng New York nằm phía đông Yuzhevka. Các mũi tiến công của Nga cũng tiến đến gần Ovheretino, từng là trung tâm hậu cần và đường sắt chủ chốt cho các lực lượng Ukraine. Nhà báo Nga Marat Karulin thông báo rằng lực lượng Nga đã tiến nhanh tới làng Vores và kiểm soát một phần ngôi làng này làng Borges là một trong ít địa điểm thuộc phòng tuyến Poroshenko vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine. Phòng tuyến này gồm một mạng lưới rộng lớn các bông ke bê tông, đường hầm và các loại công sự khác. Theo RT, một trong những nguyên nhân giúp quân đội Nga có thể tiến nhanh hơn ở mặt trận Donetsk là nhờ vào ưu thế không quân. Việc đưa vào sử dụng các loại bơm lượng hạng nặng đã giúp lực lượng Nga nhanh chóng xóa sổ các cứ điểm phòng thủ của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên chính thức thừa nhận sử dụng bơm Pháp 3.000 có sức công phá cực mạnh và được gắn thêm bộ nâng cấp có cánh. Pháp 3.000 được gắn thêm chớp ở đầu để giảm sức cạn của không khí và giúp bơm bay xa hơn. Trước khi đưa vào trang bị Pháp 3.000, không quân Nga chỉ sử dụng bơm lượng cỡ nhỏ như Pháp 250, Pháp 500 và Pháp 1.500. Tuần qua, quân đội Nga cũng tập trung tấn công hậu cần quân sự Ukraine, bao gồm cả các đơn vị và khí tài được triển khai. Bộ Quốc phòng Nga cho hay họ sử dụng hai tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander để đánh vào một đoàn tàu Ukraine chở nhiều vũ khí khí tài, phá hủy 20 thiết bị, bao gồm 3 xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức cung cấp và gây thương vong cho 120 binh sĩ đối phương. Quả tên lửa Iskander thứ hai của Nga mang đầu đạn chùm đã đánh vào thao trường Ukraine gần làng Bereshnoye. Giao tranh dữ dội ở Vondjansk và Lipsi Giao tranh dữ dội đã diễn ra ở hai điểm nóng trên mặt trận Kharkov là Volchansk và Lipsi khi phía Ukraine tổ chức nhiều đợt tấn công, còn quân Nga cũng tập trung hỏa lực mạnh mẽ để đối phó. Ở Volchansk, giao tranh diễn ra với cường độ cao trong ngày 20 tháng 7. Ukraine chuyển quân dự bị và tấn công, còn phía Nga cũng phản công mạnh hơn. Quân Nga đã đẩy lùi hai đợt tấn công của đối phương và tiếp tục tiến sâu trong khu vực nhà cao tầng. Thiệt hại của phía Ukraine lên tới 20 binh sĩ. Khu vực làng Staritsa tương đối yên tĩnh, trong khu rừng nằm ở phía bắc ngôi làng Rilivki ở tả ngàn sông Sevetsky, Donetsk. Quân Nga cũng được củng cố tại các vị trí đã chiếm đóng. Tại khu vực Lipsy, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở làng Klubokoe. Ukraine đã thực hiện hai đợt tấn công vào các vị trí của Nga nhưng không thành công. Họ mất 5 binh sĩ trong khi ba người khác đầu hàng. Quân Ukraine sau khi vượt qua hộ chứa Traviankoe cũng cố gắng tấn công các vị trí của Nga từ phía Tây. Tuy nhiên, lực lượng này đã bị trinh sát Nga trên không phát hiện và tiêu diệt. Không quân Nga đã thực hiện một cuộc không kích với bom ODAP-1500 nhằm vào hệ thống kiểm soát không lưu của Lữ đoàn 13 lục quân Ukraine ở Lipsy, loại khỏi vùng chiến đấu 35 quân nhân và 2 ô tô. Tuy nhiên, vẫn đang xuất hiện thông tin Ukraine chuẩn bị một cuộc phản công mới ở cấp độ tác chiến, chiến lược ở mặt trận Kharkov. Nhiệm vụ được Kiev đặt ra cho các lực lượng thực hiện cuộc phản công là tối thiểu phải đánh bật lực lượng Nga ra khỏi khu vực và tối đa là tiến vào tỉnh Belgorod để giành được chỗ đứng ở các làng biên giới. Trên hướng Kubians và Tovo, quân đội Nga một lần nữa phá hủy tiến được vượt sông Oskol mới được khôi phục gần đây. Tại khu vực làng Stelmakhovka, quân Nga đã áp sát ngôi làng từ phía đông bắc, phá hủy các vị trí hỏa lực và trạm quan sát của đối phương. Ở vùng ngoại ô phía đông nam, các cuộc đột kích được thực hiện vào các vị trí của quân Ukraine nằm trong các tòa nhà trên con phố đầu tiên. Nhưng tại phía đông của Stelmakhovka, Mật độ nhà cửa thấp và không gian rộng mở làm phức tạp việc di chuyển của các nhóm xung kích Nga, khiến việc tiến công bị chững lại. Ở phía tây bắc Kislovka, lực lượng đổ bộ Nga tiếp tục các cuộc tấn công dọc theo vành đai rừng phía nam đường sắt, nơi họ đã kiểm soát một khu vực sâu tới 400 m về phía lãnh thổ của đối phương. Còn tại Berestovoy, quân Nga tiến về phía đông được thêm 2 km. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại